Rồi, hello, xin chào anh em. Hôm nay lại đột nhập vào cái tiệm của anh Dương Gia Phúc anh em. Dương Gia Phúc nha, kỳ rồi mình đọc lộn Dương Gia Phát. Anh chưa chửi là mày. Dương Gia Phúc ở đường Lê Hồng Phong với An Bình Dương nha anh em. Số điện thoại anh rất là dễ nhớ luôn, 0975 78 78 79 anh em. Hôm nay thì xe về rất là nhiều nè, thì anh em cũng thấy rồi đó. Đó. Anh em cũng thấy là xe về rất là nhiều. Đó, em quay sơ qua đi. Trong cái hàng này là xe hai máy mình có giá 19 triệu. 19 triệu đó, 19 triệu 500 đến 22 triệu hai máy nha anh em. Có nha, không ai lường gạt ai đâu nha anh em. Nhiều anh em vô bình luận bậy quá. Anh em chưa có xem hết video, anh em xem có tu 10 giây không làm sao mà thấy được cái xe. Mình làm ăn này là làm YouTube này có năm mấy rồi, hôm nay mình đi báo giá gạt anh em. Thì thật sự bây giờ nếu dàn xe, ví dụ như 19 triệu, 20 triệu, nguyên dàn này là 50 triệu, 100 triệu gì đó đi, mà có một hai chiếc 19, 20 triệu, không lẽ bây giờ mình lại để cái tiêu đề là xe giá từ 50 triệu, mà trong khi có 19 triệu thì ép buộc mình phải để 19 triệu mà anh em chưa có coi tới á, cái anh em chửi mình. Đó, thì anh em cũng hiểu mình cái đó nha. Nhưng hôm nay mình sẽ quay trước anh em xem mấy chiếc 19, 22 triệu hai máy nổ qua đây. Tức cực anh em ơi, dục. Nè, quay sơ cho anh em xem nè, đó. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết cái dàn này nha anh em. Đó, sẽ quay cái dàn bên đây. Dàn này dàn A1 ha. Nè, bên đây tới cái dàn của thằng A2 là nó. Hôm sau mình sẽ quay một cái video sau cho anh em xem ha. Nè. Đó, những cái dàn A2 anh em thấy không? Đó. Vô trong quay chiếc 19 triệu, 19 triệu 500 gì đó cho anh em xem nha. Còn những anh em mà xem xe thì cứ ví dụ như mà chiếc đó có khách lấy rồi á, như chẳng hạn như chiếc này như có khách đặt cọc rồi nè. Nhưng mà anh em muốn anh em alo thì vẫn có xe về cho anh em luôn nha. Đây, đầu tiên cho anh em xem luôn là con 19 triệu 500 này nha. Con này nè, 19 triệu 500 này anh em. Đó, hai máy nha anh em. Hai máy nha, 19 triệu 500. Xe này thì để mình nẹt bô cho anh em nghe, thẩu khuê không ăn tiền luôn. Hai máy mà anh em, rất là sướng. Để mình nói cho anh em xem luôn là chẳng hạn như những cái dấu này nè, nó không nước sơn, nó hơi bị mờ á. Mình hướng dẫn cho anh em là về mình kiếm một những cái miếng bát mà đánh bóng anh em. Anh em đánh lên là nó sẽ bóng bình thường thôi chứ có gì hết. Bình thường ha. Những bạn trẻ hoặc mấy chú mà ít đi phượt đi tour rồi mình mê mấy dòng này, mình thấy giá rẻ ok đó. Xe này mình báo là của anh Dương đâu anh? Để mình hỏi coi cái giá 19 triệu 500 này là ảnh có bao giấy tờ cho anh em chưa chưa nha. Chiếc này có giá đó là có bao giấy tờ, bao hồ sơ chưa anh? Để ảnh vô mình hỏi cho rõ cho anh em biết ha. Nhưng mà cửa hàng ví dụ như mà bao hồ sơ thì nói bao hồ sơ, không có thì không có ha. Không có báo láo cho anh em đâu, cho anh em nghe máy nè. Quay kỹ từ dần chân nè, upside down nè, không? Upside down nè, nè. Cục máy nè, cục máy hai máy. Nhiều mấy bạn thường hay vô bình luận bắt bẻ mình không biết trả lời sao để cho anh em hiểu luôn á. Ví dụ như cục máy này nó hai xi lanh thì mình kêu nó hai máy, cái anh em nói là xe hai xi lanh chứ không phải hai máy, bó tay anh em luôn. Vậy chứ anh em nghĩ hai máy là máy Ducati máy về lên vậy mà hai máy đúng không? Hai xi lanh là mình đã gọi nó là hai máy rồi nha anh em, chứ không phải là phải đợi máy về mới là hai máy đâu. Thôi liên thiên quá à. Nè, quay đồng hồ nè em, quay đồng hồ nè. Bạn hữu đường xa là luôn nè. Nghe thôi. Im cái máy này nha. Nếu mà chiếc này máy không im, mình xin lấy danh dự cho anh ta, mình gì mình cũng chịu á. Máy im kinh khủng cho anh em. Nghe nha. Đó, rồi anh em nghe bô nè. Nghe bô nha. Thì thầm đã không? Kiểu mình nẹt qua lớn rồi nó xăng cổ rồi nó bung ra chứ không phải là ở bạc bê tông đâu nha anh em. Quá xịn sò luôn. Giá này là 19 năm đúng không anh? Đúng rồi, 19 triệu 500. Ờ, 19 500 giá này mình có bầu sơ chưa anh? Chưa có, nói chung là mấy cái xe tầm 20 triệu thôi. Dạ. Dạ. Rẻ quá trời mà hồ sơ gì nổi. Ví dụ như muốn đẹp hơn, tốt hơn thì có con bên đây nó cao hơn chút thì lấy xe này đẹp hơn. Dạ. Thì xe này 19 500 mình chưa bầu sơ nha anh em, hồ sơ tầm 1 triệu 2 nữa. Ha. Mà mình nói thật với anh em luôn, ví dụ như mấy chiếc này nè, mấy chiếc mà đã rẻ này nè, anh em mua về á, mình nghĩ cũng không cần phải hồ sơ làm gì hết á. Xe có giấy tờ chính chủ, giấy tờ ok là mình mua chạy được rồi. Còn chiếc
22.500 này anh em. Chiếc y vậy thôi nhưng mà nó xịn hơn chút nên là có giá là 12.500. Anh em ơi, 100 keo luôn nè anh em. Anh em gỡ là không mới nhưng mình chịu cho nè. 100 keo này, dấu keo này hơn. Đó. Xe máy nè, yên giữ nữa nè. Về chưa? Bô này anh em. Heo rồi hay biết rồi, dữ dằn nè. Dạ dạ. Ok nha. Rồi. Cái này là mình số 67D1. Cái này mình cũng mới chưa bao luôn đúng không anh? Khoảng 1 triệu đó, 1 triệu 2 nữa là mình có rồi. Cái xe này rút hồ sơ chừng 1 triệu 2 à. Quay kỹ cho anh em xem mấy cái này nè. Đây là dấu keo nó cũ nha anh em, đây nè, mình lột ra nè. Đây nè anh em thấy không? Dấu keo này nha. Lột ra là bao sạch luôn ha, không phải đầy mà cũ đâu anh em. Nhiều khi vô Bình Định hay quá, mình nói với anh em biết luôn á, xe mà với cái hạng mà bằng A1 mà xe hai bánh á, thì nếu mà không chính chủ mà nếu bây giờ hiện tại bây giờ là giao thông ít khi phạt lắm nha anh em. Còn nếu có phạt là giá chỉ có 150 thôi nè. Nhiều anh em không hiểu, nhiều anh em không hiểu cái sợ nên cái đòi chính chủ không mà mấy xe mình thấy rẻ mà. 175. Tại mình dán cái bài lái 2 này lên đúng không anh? Không, dán lên. Dạ. Cái này chưa kịp review khách đã cọc rồi. Cái là cọc rồi ha anh. Dạ. Dạ. Bây giờ khách mà muốn mua chiếc giống vậy của hàng mình có nữa không? Nói chung là cũng hên xui, em có thể là vài ngày nữa có thể, ví dụ nếu mà đặt đó thì để lại số điện thoại khi nào có xe mà bây giờ có nhu cầu mình điện thoại thì em quay xe đi. Rồi giá chiếc này bao nhiêu anh? Em bán cho khách là 35 triệu bao ra tên luôn nha các bạn. Đó. Dạ. 3 triệu. Có tầm 33 triệu, hơn 30 là mình có rồi. Cho anh xin coi chiếc này ra. Quay cho anh em xem kỹ luôn. KBR mẫu Sport nè anh em. Kiểu Sport mà Sport City á chứ không thường Sport anh em. Sport City là cái ghi. Cái ghi đông mà ghi đông khi thùng xe bót nó sẽ nằm tuốt ở dưới nè, và khi tay dìm lên nó sẽ đỡ mỏi hơn. Sport City. Dạ. Nó sẽ đỡ mỏi hơn anh em. Để mình mò anh em coi xe có keo không nha. Xe này giống cái dấu gì, giống mới lột keo quá thôi. Nói chung là cái này xe đẹp lắm nha anh em. Nó dán cái keo phản quang lên rồi. Xe đẹp lắm nha anh em. Về rửa ráy sạch sẽ khỏi bàn luôn á. Quay kỹ dàn chân rồi cho anh em xem. Chạy 17.000 km rồi. 17.000 cây. Nhiều khi có mấy cái video mà xe nó hơi cũ, anh thì nói thật anh là cái video rồi xe anh không có rửa nên nó hơi dơ một tí, cái anh em nói là tua đồng hồ đồ là không có đâu nha. Dạ. Đi cái bô này, mà cái này hở trài giờ mình gỡ ra mình dán lại nha. Cái này bình thường không có gì đâu. Đó, để anh đề cho các bạn nghe. Cái này xe này máy im nha anh em. Ôi. Chiếc này bao nhiêu anh? Giá bao nhiêu anh? 25.500 rồi 28. Anh em nghe máy nè. Im. Im thì mình nói im, không im mình nói không im đâu nha anh em. Anh em cứ yên tâm nha. Nè. Mình đã hướng dẫn những cái video mà trên xe là như thế nào đó thì anh em cũng biết rồi nè. Đó nè. Đây không? Này là những con ốc mà để mà cái đường bơm nhớ bơm nước anh em. Còn đây là những con ốc mà để mình gỡ nồi nè. Ok nha. Anh nói 25.500 đúng không ạ? Quá đẹp nha. Vô. Anh chủ đây thì rất là dễ mến nha anh em. Anh em lại cứ vô tư. Này thì có khách đặt cọc, chứ này là cọc rồi đúng không anh? Dạ thôi được rồi, cái này là cọc rồi, nghỉ đi. Xe bây giờ thế đời 21 hay 12 không anh? 22. Nhiều bạn cũng săn lùng với chiếc này nè. Hôm rồi mình có quay mà chiếc màu đen bán rồi. Chiếc này lạ nè anh em. Đi cái bộ ổ dễ lóc nè. Cái này mình thấy cũng hay. Ví dụ mình nói mà xui xui mà mình lỡ có gì ngã xe gì nó cũng đỡ bảo vệ mình đây phần nào á. Cái đời này thì nó thuần kiểu thuần sport, nó thuần kiểu Dio á anh em, nên mã lực nó cao. Đời này nè. Xe dàn áo này về nói chung đẹp anh em, đẹp về nó không có phải là xuất sắc nhưng mà dạ. Xe là khá xe, nó lại không có giỏi. Dạ.
chạy 48 ngàn. Xe chạy 48 ngàn cây, nếu mà người ta tua, người ta tua thấp chứ không ai mà tua đâu, chơi ngu mà tua số cao về đâu nha anh em. Đó. Xe này anh bán giá nhiêu anh? 42.500 em, xe từ số cố thì yeah. 3 chứng. Xe này thì bao công chứng. Bao công chứng cho anh em nha, tại vì này bị số cố. Ví dụ như mà bây giờ khách muốn xe này rút gốc thì sao anh? Rút gốc thì 1 triệu nha anh em, nè anh chủ này. Đó. Còn trùng tóc nó dễ thương không? Rồi 42.500 mình lợi mình xem xe nhiệt tình thì ảnh còn fit tí xíu nữa nha anh em. Trời ơi, dễ vậy. Nhiệt tình ảnh còn fit cho mình tí xíu nữa nha. Đó, rồi tới con GX này là mới về hay là xe hôm rồi anh? Xe hôm rồi bán được thêm mấy chiếc nữa rồi đó. Xe dạ. Dạ, mấy bạn chê đó. Đó, mấy bạn chê mà nói anh bán thấy biết rồi á. Hãy cho em ra chiếc này đi. Khoảng có 2-3 ngàn cây số. Dạ. Bán cho em nha. Dạ. Nếu có ấy thì em chịu khó dĩnh tay lại tí ha. Đẹp anh em. Ở trên chân này. Trên chân đẹp ha. Xe này mình khỏi hỏi, chắc mình đón cũng không thế nào. Xong luôn. Xe dán kèo mà anh em. Cái này mới lột rồi đó. Xe dán kèo đó anh em. Nhiều khi mà xe mà mình mới dán kèo mà ảnh lột ra mà anh không chịu đánh bóng là nên nó ố cái dạng keo á, chứ không phải là cũ đó anh em. Dạ. Số thành phố thì xe này mình bao công chứng phải không anh? Đúng rồi. Xe tháng 12 năm 2017. Tháng 12 2017. Tại vì ảnh bao công chứng thôi, còn anh em muốn rút hồ sơ thì mình phải tốn thêm phân chai nữa nha. Dạ. Ở đây hiện tại chưa bấm lên này, chưa bị giao tô mà xe này con chạy lâu nó không chạy lắm. Con này nó đang bị chạy được mà chưa bấm. Chung là nó giới thiệu xe đi, báo giá rồi. Nó bị xe này còn mới, xe này giá nhiêu anh? Hai bán là 54.500 ngàn. 54.500 ngàn. Dạ. Xe dán riêng nha anh em. Biển số là 59G2 nè. Xe còn gây gió luôn nè anh em. Xe rất là đẹp. Rất là keng luôn á. Đây. Xe này ở đô chắc không cao anh em, tại vì cái đồng hồ của nó hơi bị lỗi rồi, không chưa có bấm được á. Xe còn gai chỗ này. Mướt rồi anh em thấy không? Dạ. Anh em nghe cái tiếng gái của cái máy 110 nè. Nãy giờ mấy cái xe mà chính hãng của Suzuki nè, Yamaha nè, rồi Honda nè, nó mấy xe chính hãng đó ảnh vào cho anh em 6 tháng luôn á, là anh em yên tâm rồi, khỏi bàn ha. Coi nè. Coi cái niệm của nó nè, cái mâm nè, bóng lướng luôn. Nghe cái tiếng gái của cái máy 150 mà anh em thường quay là của Raider nè. Rồi ok, mình qua tới một con tiếp theo anh. Con này mà bao nổi luôn anh em. Con này là bên trong nó là màu đỏ đen. Bên trong là màu đỏ đen. Dán tem trùm. Tem trùm. Màu xám, tem 46, xì xám xanh á. Nói chung là bên trong là tem này không có bị chạy luôn. Yeah. Xe này mới lắm. Xe dán tem nguyên con 28 đây. 28 giá nguyên con anh em gửi ra khỏi bàn rồi. Có đi xe nhanh đẹp nè anh em, đi cái màu vàng chanh nè, đây màu xám này nhìn nó sang đẹp ghê nè. Có điều mà mình... nó dán đẹp đúng không? Dạ, tem này nhìn đẹp. Xe này nhập Indo. Xe là Indo. Có xe này mình thắc mắc với anh em, mấy anh em mà chơi xe nhiều anh em chắc biết. Hãng Suzuki mà gắn cái xe 46 của Yamaha vô. Thích Valentino Rossi. Thích là Valentino Rossi chứ. Xe này chạy 6.900, 90 cây anh em, 10 cây nữa là 7.000 á. Má ơi, xe này ai nói tôi đồng hồ với tôi chịu cho ha. Được không? Không mướt à. Dán. Nó dán mà anh em, mình còn tưởng sơn đó anh em. Mình còn tưởng sơn đó.
chỉ có mình để ý kỹ thì những cái hốc khác là của nó thì nó không thể nào bằng sơn tí thôi. Nó anh em để kỹ mấy, để ý kỹ mấy chỗ này nè thì mới thấy được thôi, chứ nhìn mình lướt qua là tưởng sơn không á. Giá con này cao không anh? 55 triệu 500 bao hồ sơ. 55 500 mà đã bao hồ sơ rồi, bao hồ sơ rồi nha anh em. Anh em về đưa vô cái quyện chỗ mình ở mình nhập thôi á. Xe này bị chặt cái đuôi rồi nha, làm cái kiểu đúc gầm nè. Này có đúc gầm được không ta? Được anh em, này đúc gầm được nha. 47 của Đắk Lắk mà bao hồ sơ thì anh em cũng đâu quan trọng biển số làm cái gì. Yeah. Rất là đẹp luôn. Mình không có phải quảng cáo cho cửa hàng mà mình đi ăn xe đẹp nha, mà là xe đẹp thiệt nha anh em. Rồi ok, qua tiếp chiếc tiếp theo anh em ha. Rồi 15V2 còn hai con. 26, 25 giá sao anh? Con 26 là nói chung là đồng giá 49 triệu 500. Còn bên đây thì bao hồ sơ, còn bên đây thì bao công chứng, thì xe đây được sư phố. Dạ. Cái này nó có đồ chơi và đồ zin còn đủ nha em. Bộ zin và đồ zin là 46 500. 49 triệu. À, 49 triệu 500. Bằng giá nhau luôn đó. Nhưng mà con này thì bao hồ sơ, còn con này là công chứng. Đúng không? Con này đời cao hơn đúng không anh? Con này 25 phiên bản đặc biệt đấy. À, rồi. Cách đây đứt tình rồi. Con dắt con đen này ra thì con đỏ trước anh em xem rồi. Con đỏ thì mình có quay rồi anh em. Cái kỳ rồi mình quay là anh bán hết ráo rồi, còn có sót có con đó thôi đó anh em. Thì con đó mình không quay nữa ha. Không, bán còn bóng lưỡng luôn nè. $49 triệu mấy trăm anh mới nói đó. Rồi anh em mất tiêu rồi, mình cũng kiếm mấy chìa khóa đề cho anh em nghe mà. Đây đây đây, để mình đề cho anh em nghe nha. Mình khoái mấy chiếc mà đồng hồ nó về nè anh em ơi, led hết không có thích luôn á. Thật sự là khoái mấy chiếc nó về nè, mình chạy mà nhận ga tua máy nó lên nhìn đã lắm, còn led hết mình không có thích thật sự. Chiếc này mình làm chiếc cuối đây nữa nha anh em. Rồi cái video mà bằng A2 thì mình sẽ làm bên đây nha. Nha. Video A2 mình sẽ làm bên đây. Rồi nó là A2 luôn đó. À rồi. Dạ, tiện qua đây luôn. Đó, rồi hôm sau mình sẽ đăng cái video bên đây. Rồi cái lại hôm tới nữa thì mình sẽ là hai cái mình chập vô một cái cho anh em xem nó rõ luôn. Chiếc này 250. Đẹp đó nha anh em. Cục bận còn mới. Chiếc này kêu bằng chiếc gì anh? Kangoo 250 nè. Kangoo 250. Giá con này sao anh? 45 triệu bao sơ, xe là 27 nha. 40 là 800 km. 45 triệu. Bộ này bộ riêng phải không anh? Thì cái báo tăng sơn mà từng một thời là mưa làm gió về xe tơ rồi nè anh em. Hồi đó đó là mấy năm về trước là mưa thành gió, cái này nhiều lắm nè. Nay mình mới thấy lại nè. Báo tăng sơn tự động anh em. Lâu lắm rồi nè mình mới thấy lại nè. Kangoo 250. Gọi điều kiến cho anh em xem nè. Cái dải đường mi của nó là led nhìn đẹp lắm anh em.
Dạ. Đó, đờ mi hai bên hông có luôn nữa nè. Dạ, thiết kế đẹp. Rồi. Thì video này mình làm vậy cho anh em xem trước đi ha. Nó cũng đã 20 phút rồi. Hẹn anh em cái video sau nha. Số điện thoại địa chỉ mình sẽ để dưới phần mô tả và